Hello, Minh Ô Tô xin chào tất cả mọi người. Mới nhất trong ngày hôm nay em mới lấy về bộ xe Daewoo Gencha sản xuất 2009. Một chiếc xe khá là đẹp. Con này nói chung là nó lưng rất nhiều đồ chơi. Thứ nhất là bốn bánh la răng đúc hết. Đây các bác nhìn la răng đúc của nó, nhìn là kết luôn. Cực kỳ đẹp nhá. La răng đúc mỹ mãn luôn. Đây lốp còn khá mới. Bốn quả như nhau các bác nhá. Lốp rất mới và la răng đúc hết rồi. Phải công nhận, em phải công nhận là bốn quả la răng đúc của nó là hầm hố thật, đẹp. Chưa mua con nào mà la răng đúc nó đẹp như thế này. Thì em mời các bác cùng em xem tổng thành chiếc xe này. Chị không phải nói nhiều, dòng Daewoo Gencha này nó rất lành xe các bác nhé. Phụ tùng cực kỳ rẻ. Đây là mẫu xe Daewoo Gencha sản xuất 2009. Một chiếc xe thương hiệu của Hàn Quốc, bản 1.5, chỉ 6 lít rưỡi trên 100 cây cả điều hòa. Thì dòng này nó rất là lành, rất nhiều người ưa chuộng. Đồ đạc phụ tùng cực kỳ rẻ nên là cái kênh bán hàng của em cái dòng này rất là chạy, tại vì có hơn 100 triệu thôi các bác đã sở hữu ngay một một chiếc xe sedan hai đầu rất là lịch sự phải không ạ. Con này phủ màu sơn khá là đẹp, rất là đẹp luôn các bác nhé, phải nói là đẹp thật. Thì dòng Daewoo Gencha này nó được cái lành và giá nó rất bình dân nên là rất hợp túi tiền người dân. Một chiếc xe 209 các bác nhé, đây là Gencha 209 bản 1.5, chỉ 6 lít rưỡi trên 100 cây cả điều hòa. Nói chung là con này rất là đẹp. Tí em cho các bác biết là con này đã lên được gương điện. Con này nó lên được cả gương điện các bác nhé. Bình thường Gencha thì nó chỉ có kính chỉnh điện thôi, nhưng mà con này nó lên được cả gương điện các bác nhé. Đây, đằng sau đây. Đằng sau có cả cái đẻ tay các bác nhé. Đây cái đẻ tay. Cái đẻ tay rất là lịch sự phải không ạ? Đây trần rất là đẹp luôn, trần nó bọc luôn cả vải bóng này các bác này. Bên trong nó là lỉ các bác nhé. Nó bọc vải bóng bên ngoài nó sạch sẽ, ông chủ cũng rất giữ gìn phải không ạ? Đây đằng sau có hai chiếc loa. Lỉ liếc còn nguyên bản luôn. Đấy. Rất là ok phải không ạ? Chung là con này quá là lịch sự. Hơn 100 triệu rồi, các bác sở hữu ngay rồi em nói rồi. Đây các bác xem cốp đằng sau, đây các bác xem rất là rộng rãi nhé, toàn bằng lỉ hết nhé. Đây các bác này nguyên bản, đây cũng là lỉ, đây cũng là lỉ hết nhé, toàn bộ lỉ xung quanh là lỉ hết, toàn bộ là lỉ hết phải không ạ? Thì con này cực kỳ cứng xe các bác nhé, đây các bác xem cứng đét luôn, không tí hăn mọt nhé, quá là cứng luôn. Rất ok phải không ạ? Đấy. Đây. Con này nói chung là đẹp. Nó là con này là quá là đẹp các bác ạ. Đây, sau đây em sẽ nổ máy cho các bác cùng nghe. Con này cực kỳ là VIP rồi. Đồ chơi đầy xe. Em xin nhắc lại, đây là mẫu xe Daewoo Gencha sản xuất 2009. Bản 1.5 chỉ 6 lít rưỡi trên 100 cây cả điều hòa. Thì con này nói chung là đi rất là lành. Em là Minh Ô Tô, chuyên bán ô tô cũ toàn quốc, giao xe toàn quốc. Vậy các bác nào kết em nó có thể liên hệ trực tiếp cho em để đặt cọc em nó. Con này cực kỳ là VIP, rất là đẹp luôn. Đầy đủ hết mọi chức năng, rất là hiện đại phải không ạ? Các bác mua về sẵn dùng không phải làm gì nữa. Đấy. Rất là ok. Đầu điếc đầy đủ hết các bác nhé. Quá là ok luôn. Đây còn cái đây là gương chỉnh điện hết phải không ạ? Bình thường là gương là chỉnh điện là đúng của nó rồi, không trêu được. Nói chung là còn còn cái nữa là em muốn nhắc các bác, đây là kính chỉnh điện, à gương chỉnh điện. Vừa rồi là kính chỉnh điện phải không ạ? Nhưng con này nó lên được cả gương chỉnh điện các bác nhé. Đây là bộ phận cái này là chỉnh gương, nó lên được cả cái này, mất tốn kém phải không ạ? Đây, các bác ấn vào đây. Bình thường Gencha nó chỉ chỉnh vào đây bằng tay thôi, nhưng mà cái dòng này thì nó chỉnh bằng tay là nguyên bản, nhưng mà họ về mua về họ bỏ tiền ra họ lưng cái gương chỉnh điện này lên phải không ạ? Đây các bác chỉnh nha. Đấy, các bác lên xuống tùy thích phải không ạ? Đấy. Đấy, theo từng lớp một phải không ạ? Rất là lịch sự đấy. Ok. Rồi bác bên kia phải không ạ? Bên kia cũng chỉnh như vậy. Đấy, các bác nhìn đây. Đấy. Rất là ok. Đấy, rất là ngon, chỉnh được hết rồi ạ. Đấy,
Bên đầu ok phải không ạ? Đây các bác nhé, đầy đủ hết nhé. Thì đây em mời các bác xem máy động cơ. Không, máy động cơ con này khỏi nghĩ rồi, quá là vip luôn. Máy con này cực chất các bác nhé, máy không có suy nghĩ đâu được. Đây máy đây, máy cực chất luôn, máy cứ im du. Em vui luôn. Ở đây ông chủ là ông ấy rất cẩn thận, là em ông ấy đấu trực tiếp là cái dây quạt này nó kêu u này là tiếng kêu to này là do cái quạt nha các bác nhé. Cái quạt là ông chủ là ông ấy đấu luôn cái quạt, là quạt liên tục luôn, nên cái quạt quạt liên tục vào máy động cơ nên là nó kêu u đấy, cái tiếng u đấy là máy là tiếng quạt các bạn. Và đầu máy con này rất êm. Đây là cái quạt đây đang chạy đây, cái quạt đây ông chủ này ông đấu cái dây trực tiếp vào cái quạt luôn, có nghĩa là cái quạt nó quạt suốt ngày luôn để cho máy nó cực mát, nên là rất là đảm bảo được máy phải không ạ. Đấy các bác nghe tiếng kêu u là cái quạt này, đây cái quạt này đấy, cái quạt đấy, quạt không ngừng nghỉ, cứ quạt thôi, quạt cho máy nó mát. Đây còn máy rất là êm đúng không ạ. Ok đây các bác xem từ cái mắt đèn này rất là sáng, máy bốc êm du khá là ngon. Đó. Đây là nhạc âm thanh rất là hay phải không. Okay. Em xem lại, em là Minh Ô Tô, chuyên mua bán ô tô cũ toàn quốc. Vậy các bác nào kết chiếc xe này có thể liên hệ trực tiếp cho em để đặt cọc em đó. Thì cái Zalo 0783135686 của em nó bị đầy rồi, hơn 2.000 bạn rồi nên là không kết bạn được nữa. Nên các bác vui lòng kết bạn với em Zalo số 0926836686. Đấy là cái Zalo đấy là em mới dùng. Thì là em cũng ít thời gian, có thời gian để nhắn tin lại cho các bác. Thông cảm nếu mà thiện chí mua thì có thể gọi trực tiếp cho em theo số điện thoại đó, hai số điện thoại đó. Thì để ấy thì tại vì em rất là bận, hay phải trên đường đi lấy xe cho các bác hoặc giao xe cho các bác nên là cũng không có thời gian là nhắn tin. Đấy, thì các bác nào mà có nhắn tin cho em thì em không trả lời được thì các bác thông cảm nhé. Thì là em không nhắn lại được đấy. Vâng, dạ vâng, các bác thì hãy nhớ đăng ký kênh và ấn nút thông báo để có thể xem những video mới nhất mà bọn em cập nhật về theo ngày tháng. Dạ vâng, em xin chân thành cảm ơn các bác đã xem video của em. Hẹn các bác những video lần sau.